chia sẻ với mọi người về cái giá vé máy bay. Mình đặt là từ Việt Nam sang Colombo, là thủ đô của Sri Lanka đấy, và transit tại Bangkok của Thái Lan mình đặt là 11,2 triệu, và mình đặt trước là 4 tháng mới có cái giá như vậy nhé. Còn nếu mà mọi người mà đặt muộn hơn ý, thì giá nó sẽ cao hơn đấy, và mình cũng thấy là hơi bất ngờ về giá này. Cách đây mấy năm thì khi mà mình check giá đi bay sang Sri Lanka nó không đắt như thế đâu, mình nhớ không nhầm là tầm 5-7 triệu thôi. Với cái giá hiện tại thì mình thấy là hơi cao quá, nhưng mà chắc là đấy là mặt bằng chung với mọi người. Mình thấy là sau dịch ý, là giá máy bay nó tăng cao, trừ những cái nước mà lân cận như kiểu Nhật Hàn ấy thì nó rẻ hơn ngày xưa mình đi rất là nhiều, nhưng mà những cái quốc gia như này hoặc là bay sang châu Âu hoặc đi những cái chỗ khác vé đắt thật. Taste of Thailand mango sticky rice, còn có cái sự tiếng Việt này, 180 bạt cho một hộp này. Mình đang đi xong rồi tự nhiên nhìn thấy cái dừa nhỏ rất là dễ thương nhá. Không hiểu cái này là cái gì, cái dừa quả dừa thật hay dừa giả ấy nhỉ? Là kem dừa. Thank you, I can tell you. Bữa tối chỉ giá 300 bạt, sô sài 180 bạt, kem dừa 120 bạt. Hoa hậu sô sài, nước cốt dừa. Hơi ngọt chút mà, giỏi không? Có một con robot tự động ở sân bay đón mà nó cứ đi, xong người ta đi đâu nó sẽ đi theo đấy, đường chụp ảnh. Bay này nhá, có nước miễn phí nên mọi người cũng phải mua nước, có thể lấy nước trực tiếp ở đây để uống. May quá là lúc nãy mua kem dừa còn thừa cái cốc này, sau mình sẽ lấy nước ở đây. Nước ở sân bay Bangkok cũng ok. Chuẩn bị boarding. Mình đã hạ cánh xuống sân bay ở Colombo, Sri Lanka rồi. Sân bay ở Sri Lanka thì có tên là Bandaranayake, tên hơi dài, hơi khó đọc. Giờ địa phương hiện tại là gần 11 giờ. Mình vừa mới làm xong cái thủ tục hải quan thì nó cũng không phức tạp đâu mọi người, mọi thứ nó rất là nhanh gọn. Và mình cũng chẳng cần phải show ra cho họ cái e-visa của mình, mà chắc là tất cả mọi thứ nó đã lưu ở trên hệ thống rồi. Và nhân viên ở hải quan thì cũng chỉ hỏi mình một câu hỏi rất là đơn giản: mình ở Sri Lanka đến ngày bao nhiêu? Thế là họ đóng dấu một cái. Thế là mình đã có dấu rồi. Rồi sau đấy mình sẽ phải làm một số cái nhiệm vụ trước khi mà ra khỏi sân bay ấy. Mua sim điện thoại, đổi tiền, đặt xe. À mà phải chia sẻ với mọi người về cái vị trí mà mình ở ngày hôm nay ấy. Cái sân bay này nhá thì nó đặt ở thủ đô, nhưng mà từ sân bay này mà để di chuyển tới trung tâm của Colombo thì nó khá là xa, nên là thay vì ở trung tâm của thành phố thủ đô Colombo thì người ta sẽ thường ở cái vùng mà nó gần với lại sân bay hơn. Cái khu vực mà mình chọn ở đấy là Negombo, một cái vùng ven biển, di chuyển thì nó sẽ gần hơn. Còn nếu mà để đi đến Colombo một cách tiết kiệm thì mọi người sẽ cần phải đi tàu ấy, nếu mà đi taxi thì nó sẽ rất là tốn kém. Nói chung là mình đã đặt cái chỗ ở của mình ở Negombo rồi. Mình đang không hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại của mình gần hết pin rồi. Mình phát hiện ra ổ cắm ở Sri Lanka sạc điện ở Việt Nam nó không dùng được. Như này. Ôi giời ơi. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái travel adapter là cái ổ điện mà đa năng của mình, xem là cắm là có vừa không. Trước cái ổ điện bình thường này mọi người nhìn này. Mình không hề biết cái này trước khi mà mình đến Sri Lanka luôn, nhưng mà may là mình luôn đem theo cái ổ đa năng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? À cái này mà được. À hóa ra là cái chấu này. May quá. Đây nhá, lưu ý nhá, phải đem theo ổ điện đa năng đấy, không là không dùng được đâu nha. Đây, ngoài sân bay còn mấy cái chỗ đổi tiền đấy mọi người. Ôi giời, bây giờ đi lọc đó, cũng mất công phết đấy. Mình chọn là Bank of Ceylon, bởi vì ngân hàng này cũng là ngân hàng nổi tiếng ở Sri Lanka ấy. Xong mình xem cái tỷ giá nó cũng hợp lý. Đổi tổng cộng là 570 đô nhá. Đổi xước này, cả một tập tiền như này. Mà tiền cao nhất là tiền 5.000 nhá. Mình rất là ngại cầm nhiều tiền đấy mọi người, nhưng mà mình không muốn đổi nhiều lần. Giờ thì sẽ phải đi mua sim. Thì hiện tại là mình đang thấy là có một số cái hãng sim ý, Dialog, SLT, Mobitel, Airtel này. Theo như mình nhận xét nhá, thì mình thấy là mọi người đi ra ấy, có vẻ sử dụng cái Dialog nhiều. Mình nghĩ là chắc là cái hãng này nó phổ thông và nó rẻ hơn ý. Airtel thì có vẻ nhìn hơi xịn sò. Dialog thì mình nhớ không nhận là mình đã sử dụng rồi. Còn SLT thì mình cũng không rõ cái hãng này. Khả năng cao là sẽ dùng Dialog đấy mọi người. Có hai cái Dialog nhá, chứng tỏ là nó rất là phổ biến. Mình đã quyết định là lựa chọn cái gói 20GB tầm 1.400 ấy. Đầu là cái bạn ở đây bạn ấy quảng cáo cho mình là sử dụng là 50GB ấy. Nhưng mà mình thấy cái số lượng đấy nó cũng hơi nhiều. Và thường là mình cũng không dùng mạng nhiều ấy. Mình chuẩn bị có sim rồi, đã cài đặt sim xong nhé. Xong rồi mình cũng thử sử dụng 4G thì chạy ngon lành nhé, không có vấn đề gì cả. Thế là mình phải nhập cái số điện thoại của Sri Lanka để mình cài vào trong cái ứng dụng Fitme, là cái ứng dụng sử dụng cho đặt xe đi lại. Ở Việt Nam thì có Grab với cả Bi đúng không? Ở Sri Lanka thì mọi người hay dùng là Fitme. Thì mình đang tra đây là từ sân bay đến cái khách sạn của mình ở Negombo cách là 12 cây, giá túc túc hiện tại nhé là 831 rupee, tức là khoảng tầm 60.000 Việt Nam đồng. Thế mình thấy cũng khá là rẻ. Còn nếu mà đi taxi ở trên này thì nó sẽ đắt gấp đôi. Với cái khoảng cách là 12 cây thì ước tính ở đây là đi mất tầm 24 phút. Thực ra là mình đang nghĩ về việc là đi túc túc thì nó vừa rẻ hơn và nó cũng mát hơn ý. Và mình cũng muốn đi túc túc về lâu rồi chứ đi túc túc. Đây là bên ngoài sân bay nhá, nhưng mà có vẻ như là túc túc không được đi vào trong này. Ok, so I'm gonna walk outside. Yeah, but yeah,
Yeah, I know, but the thing is, I don't know, like, where should I go to? Okay. Going to the gate, right? The main... Main road, yeah. Main road, right? Main road. Yeah, okay, I will try. Okay. Anh bộ đội ở trước sân bay đang nói chuyện với túc túc hộ mình. Và mình đang không biết là mình phải đi nào. Yeah. Okay. Thank you so much. Mình sẽ phải đi ra cái đường chính bởi vì là túc túc ấy nó sẽ không vào được bên sau này. Đây, xung quanh này thì sẽ chỉ dành cho ô tô và bus thôi. Nếu mà mọi người đặt túc túc ấy thì mọi người sẽ phải đi ra đường chính. Mọi người nhìn thấy cái tượng Đức Phật ở đây không? Đó. Đi bộ ra ngoài cổng chính kia kìa. Ôi giời ơi, đây ở trong đây chả nhìn thấy cái gì. Hi. Okay, hi. Yeah. So this is you. Yeah, yeah, so okay. That's yours. Okay, thank you. Okay. This is my first time here, so it's a little bit difficult for me. Yeah, can you help me? Yeah. You know the place, right? Yeah. Yeah, this map. Is it like 12 kilometers from here? 9, 8, 9 kilometers. Yeah? Yes. Yay, đã lên được xe rồi, anh này có vẻ rất tử tế. Đây là Sri Lanka. Quanh ở đường đồng không mông quậy ấy, cũng không có quán xá đâu, bởi vì nghĩ ở đâu mà sân bay ấy thì cũng như này cả ấy. À, chắc là tốt nhất là chỉ nhìn mọi thứ vào ban ngày được thôi, chứ ban đêm là cũng không có nhìn thấy được gì, mà bây giờ lại còn đêm muộn nữa. Just only today like raining. Yeah. Do you think tomorrow it will be sunny? Yeah, tomorrow morning I will go to Colombo maybe. Yeah. Yeah. But I don't know whether it will be raining in here. Is it raining season here? No. Okay. Mặc dù là người hơi dính, hơi nhấp nhác, hơi bẩn ý, nhưng mà trời rất mát mát mẻ. Bởi vì là mình đang đi vào cái mùa mà mùa cũng hơi chuyển giao ấy, mùa mưa ấy mọi người. Nhưng mà mình còn nói chuyện với một số người bạn của mình mà người nước ngoài ấy, mà từng sống ở Sri Lanka, thì còn nói về cái việc đấy là mùa mưa hay không mưa thì ở đây vẫn cứ thi thoảng lại có trận mưa trong ngày ấy. Can I ask, is it hard to drive tuk-tuk? Yeah. Is it hard? Difficult? Yeah. How much like for renting tuk-tuk per day? 2,000 3,000? 3,000? I see. Full tank, okay. Okay. 3,000 for renting? 3,000. 2,000 to 3,000. Oh, I see. Do I need any paper? Like license to drive tuk-tuk? Yeah, license. Yeah, in Kambul. Yeah, is it okay if I don't have a license? Is it okay? Yeah, but no license. No license. I don't have a license, tuk-tuk license. Yeah. I don't. Can I drive tuk-tuk without license? Yeah, no problem. Yeah. Driving one man. No problem. Chỉ đang cảm thấy safe. Yeah. Có vẻ như là đường thì cũng hơi khó hay sao? Yeah. Mà người ở trong cái chỗ mình đặt phòng ấy cũng phải ra đấy chỉ đường. À đây, mình bắt đầu là ghét người ở đây rồi đấy nhá. Nó không khác gì người Ấn Độ luôn. Mình nói cho mọi người cái giá mà mình book xe ở trên Pick Me nhá, là từ sân bay về cái chỗ khách sạn của mình hết 847 ruby. Mà mọi người biết gì không? Trên đường đi nhá, kể cả việc đến cái khách sạn này, thì cái thằng cha lái xe cho mình á cứ cố gắng nói với mình là cái khách sạn này nó nằm ở ngoài cái vùng mà nó báo ở trên cái ứng dụng ấy. Xong rồi mình không hiểu mục đích của cái việc là nó nói như thế để làm gì. Xong cuối cùng thì khi mà đến nơi ấy thì mới hóa ra là để đòi mình thêm tiền ấy mọi người. Xong rồi biết đòi bao nhiêu không? Đòi lên 1,500. Mình đưa 1,000 ấy, mình cứ bảo là mình không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Xong rồi là but I use the app. I use the app and the app saying that it's 847. Yes, yeah, normal price 100. No, but there's a difference. You use the app. You work for the app, so it's supposed to be the price. Like the price in the app supposed to be fixed. How can like I see the price in the app 847 and then when I arrive you say like 1,500? Is this not fair? Yes. Yeah. Yeah, but I don't know. Like I booked in the app and it's saying that and it's the same address. So that's why. Đấy, mình vừa nói chuyện với ông này, ông ấy cứ cố gắng nói như thế. Xong rồi mình hiểu được vấn đề là thằng cha này muốn lấy thêm tiền của mình. Và mình
Cứ giả ngây, mình không biết. Và mình bảo là, thế bây giờ tao trả tiền được chưa? Và theo như ở trên ứng dụng báo là 847 ruby thì tao sẽ đưa tiền cho mày bây giờ số tiền đấy. Xong rồi thằng cha này cứ cố gắng nói. Mà may nhất là có cái ông mà làm cho khách sạn này này. Xong ông ấy nói hỗ trợ cho mình ý. Để mình bảo là, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cái người lái xe này cứ đòi tôi nhiều tiền hơn? Ông có thể nói giúp tôi được không? Bởi vì rõ ràng là tôi đặt cái địa chỉ của ông mà ông này cứ cố gắng nói đấy là cái địa chỉ này nó nằm ngoài cái vùng ở trong cái ứng dụng đấy. Thế là mình bảo là mình sẽ trả đúng cái số tiền mà hiện ở trên ứng dụng. Thế là mình đưa 1.000, mình chỉ có cái tờ 1.000, mình không có cái tờ tiền lẻ. Thằng cha này cứ cầm và cố gắng là cho mình bảo là nhá, còn hành động trước đấy nữa, giơ điện thoại lên là giơ cho mình cái số tiền mà hiện ở trên ứng dụng ấy, xong hỏi mình là đúng số tiền này chưa, để mà thằng cha đấy sẽ nhấn là đã hoàn thành chuyến đi ấy, tức là hoàn thành cái thanh toán cái số tiền đấy. Thì sau khi mà nhấn hoàn thành thanh toán xong ấy, xong rồi mình đưa tiền. Nhưng thằng cha đấy không trả lại cái tiền lẻ cho mình mà cố gắng nói là mình đưa 1.000 nhá, và không trả lại tiền lẻ cho mình và cố gắng nói là đó là giá trung bình ở đây rồi ấy, đáng lẽ là phải đưa 1.500, nhưng thôi ông ấy lấy 1.000. Xong mình bảo là không phải, tại sao mình cần phải lấy lại tiền lẻ mà tại sao lại có thể tính giá như thế. Xong cứ nói giải thích về cái việc đấy là cái nhà này nó nằm ở ngoài cái vùng ở trên ứng dụng. Mình bực lắm mọi người. Xong mình sẽ tiếp tục lại nói tiếp với cả cái người mà See, my airport here is closed. You are coming this my gate, madam. I don't understand what you are saying. Route here, airport here, my going. He will pay you. Wait, yeah, hold on for a second. Rupees, no, madam. Please, madam. You are not doing right. It is not right. I mean, like in my country, how much like in the app we pay that money. We don't pay money like that. How can you say whatever money and I need to pay? I book in the app. The price saying different. And then now you ask me like more money. I don't understand it. I mean like you can't say just like whatever. I mean I how can I pay you like whatever you say? I see in the app. Okay, the price is okay. And then that's why I book it. And now you give me the price of the taxi. It's not tuk-tuk. Đấy nha mọi người, xong rồi vẫn không, kiểu vẫn cứ cố gắng là không đưa lại cái tiền thừa còn lại ấy. Mình vẫn nói với chủ nhà là tại sao ông này không đưa tiền thừa, ông hãy có thể nói với ông lái xe để đưa lại tiền thừa không. Thì ông chủ nhà cố gắng thương thuyết, xong rồi ông chủ nhà hỏi mình là có tiền lẻ hơn không. Mình bảo mình không có, mình chỉ có tiền chẵn như thế này thôi. Thế là mình bảo là mình chưa thanh toán cái tiền phòng đặt ở đây ấy, thì mình sẽ trả cho ông ấy cái tiền phòng cộng với lại là cái tiền mà xe, thì ông ý có thể là lấy tiền của ông ý để trả cái tiền tuk-tuk cho mình được không. Thì ông ý đồng ý và ông bảo mình đợi ở dưới phòng này và ông ý lên lấy tiền. How much you have the change? 1, 2, 7. You pay this is? Yeah, okay. 8? Yes. 2, 6, 8. Okay, I think here's enough, right? Yeah. Thank you so much. Later can you tell me how much I owe you? Yeah. Okay. Sure. Thank you. Thank you. Yeah. I'm good. Mình bực lắm mọi người ạ. Lát nữa mình sẽ nói tiếp cho mọi người. Đây giờ là 2 giờ, mình vừa mới tắm xong. Xong rồi mình ra, mình tắt cái điều hòa. Mình bật quạt, xong rồi bật cái đèn bé lên ấy. Lát nữa mình sẽ cắm sạc và còn phải lưu các cái video vào trong máy tính. Đang ngồi một tí thế là tắt phụt điện. Mình nghe tiếng phụt phụt phát. Đây, phòng tối om, xong rồi cũng không có quạt, xong không có gì cả. Trời ơi, bây giờ mình cảm thấy buổi tối đầu tiên ngày hôm nay thật tồi tệ. Sandini. Yeah. Sandini. Sandini.